Xin mến chào tất cả các bạn. Chào đón các bạn trở lại với khóa học phát âm tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 2B tiếp nối bài 2A lần trước. Khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cách căn bản về bảng phiên âm quốc tế của tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để cùng nhau luyện tập các bạn nhé. Công việc của chúng ta hôm nay rất đơn giản là hy vọng rằng các bạn đã nắm được các ký hiệu phiên âm và cách đọc của chúng một cách căn bản. Để khi các bạn nhìn phiên âm của một chữ nào đó thì các bạn có thể dễ dàng ghép lại các vần, các âm để các bạn phát âm được. Chúng ta đi vào chữ thứ nhất. Các bạn thấy đây là chữ viết và cái phần ở trong hai cái dấu gạch này là phần phiên âm, tức là cách đọc của nó. Bây giờ bạn nhìn vào phần này để bạn đọc cái chữ đằng trước này ha. Các bạn thấy xác định các nguyên âm của phần này. Bạn thấy chữ này là chữ O ngắn ha. Còn đây là chữ Ơ. Vậy thì mình đọc là blossom. Hả? Dấu nhấn nằm ở chữ đầu tiên. Hả? Blossom. 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 Bạn thấy mình đang đọc theo âm của người Anh. Bây giờ người Mỹ, như mình nói lần trước, chữ O này họ có khuynh hướng đọc bè ra, cho nên nó gần gần như là âm sắc của chữ A. Ha. Người Anh đọc là blossom, thì người Mỹ sẽ đọc là blossom, 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 blossom. Nó vẫn là chữ O, nhưng vì đọc bè miệng như thế cho nên nó thành giống như là gần gần chữ A các bạn nhé. Chữ thứ hai, các bạn thấy viết khá giống nhau, nhưng cách đọc bây giờ đã khác nhau. Và mình chỉ có thể đọc được chữ này nếu mình có phiên âm mà thôi. Chứ còn nếu không á, thì mình có thể sẽ đọc giống giống như là chữ trên là blossom hay là cái gì đó. Nhưng mà không, phiên âm của nó đọc là, bạn thấy đây là chữ U phải không ạ? Đây là chữ U. Và bây giờ chữ S đã biến thành chữ Z. À, không phải là S nữa mà là Z. Vậy thì bạn thấy U, B, U, Bu, hả? Bu, dầm, bu dầm, bu dầm. À, trên này là blossom, dưới này là bu dầm. Bạn thấy không? Nếu không có phiên âm thì chúng ta đọc có thể đã sai chữ thứ hai. Bây giờ qua các chữ tiếp theo. Này thì dễ rồi, các bạn thấy A, U, ao, các bạn nhé, ao, ao, ao nhà đó, ao nước đó, à, không phải là ao nhé, không phải là ao, không phải là rau, mà là ao, ok. Cho nên A, U, ao, N, ao, nào, hả? Now, bây giờ, ok. Và bạn thấy viết y chang như nhau, viết y chang như nhau luôn, chữ K này là chữ câm, không có đọc. Bây giờ viết giống nhau nhưng cách đọc đã khác nhau. Trên này đọc là now, dưới này đọc là bởi chữ ơ và chữ u. Ơ và u đọc là o, o, no là động từ biết. À, trên này là now, dưới này là no. Bạn thấy không? Viết giống nhau không nhưng đọc khác nhau. Rồi, bây giờ mình qua động từ do, hả? Do, u, hả? U dài, do, dễ rồi. Viết cũng như thế, nhưng bây giờ đọc là thành o, go. Trên này đọc là do, thì tại sao dưới này không đọc là go? Hả? Viết giống nhau mà, đâu có khác nhau gì đâu, hả? Đều là chữ o hết.
không đọc là đo, mà đọc là u, do, go, do, go. Nhờ phiên âm thì mình mới đọc được đúng các bạn ha. Hoặc là chữ này, bạn thấy A và chữ W nó thường đọc là chữ O ha, và đây là phiên âm O, O hai chấm đây là O dài. O phổ, ở đây họ không ghi chữ U vào đây luôn, có nghĩa là đọc awful, awful, gần giống như chữ ơ ở đây vậy, nhưng mà mình đọc awful cũng được, chữ U cũng được, nhưng khi đọc nhanh và đọc theo kiểu quen của người bản xứ đó, nó sẽ không đọc là chữ full mà nó đã sẽ đọc là nó bỏ chữ U luôn, và giống như là ở đây có một âm ơ rất là nhẹ, nó không đi ra ha. Awful, awful, ok, awful. Bây giờ bạn thấy một chữ khác cũng viết như là chữ O, nhưng bây giờ nó không đọc là O nữa, đọc là ơ ha. Arrive. Nếu mình không có phiên âm thì mình có thể đọc là trên này là awful, dưới này là alright hoặc là ori ha. Không, cái đọc đúng của nó là arrive ha, arrive, awful, arrive. Now, no, do, go ha. Tiếp theo rất dễ, bạn thấy đây là phần A ha. A, S, A, C, safe, F nó vô, safety, safety, safety ha. Đừng đọc là safety bọn nhé, đừng đọc là safety, nó không phải tiếng Anh đâu ha. Safety, safety, safety ha. Rồi, bên này bạn thấy không? Chữ J, như chúng ta đã nói với nhau lần trước, J, tiếng Việt không có, tiếng Việt chỉ có chữ Ch. Nhưng không sao, bạn đọc chữ Ch được thì bạn đọc được chữ J. Tại vì hai cái âm này giống y chang nhau về cấu hình Ch, J. Bạn chỉ làm cho cái thanh cổ của bạn nó rung lên thôi thì lập tức là chữ này ha. Bây giờ mình thấy đây là chữ á ha. Chữ á mà có cái dấu trăng lưỡi liềm ở trên đó ha. J, 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 judge, judge ha. J, j, judge, judge là phán xét hoặc là thẩm phán. Bây giờ thì dễ rồi phải không ạ? Nhìn thấy như thế này, không đọc là bé an nha, mà đọc là đây là chữ y, ha, y hai chấm, bean, b e b n in, bean. Ok, chữ này thứ hai này nhiều người đọc sai nè. Nhìn hai chữ y này tưởng là đọc là y dài, nhưng không phải, nó đọc y ngắn, nó không đọc là bin như trên này mà là ben. Ê, ben, chúng ta sẽ nói trong các bài tiếp theo các bạn nha. Đây chữ này a u ao ch ha, ch, ouch. Khi bạn mà bị ai làm đau ha, chỗ nào đó thì bạn thường phản ứng là a, tiếng Việt Nam là a, đau quá chẳng hạn, thì tiếng Anh, người Anh họ sẽ được nói là ouch, tức là đau, ouch, à, ouch, a, à. Rồi, thế thì cũng viết y chang như vậy, nhưng bây giờ đọc đã khác rồi, bạn thấy, bây giờ không còn là ao nữa mà nó biến thành chữ á rồi nè, à, chữ á chẳng lưỡi liềm rồi ha. Touch ha. Trên này là ouch, dưới này là ouch. Touch, thấy không? Rồi, touch là đụng chạm ha.
Rồi, ở đây bạn thấy chữ were, were, chữ u, wo, wo. Ơ, ơ nở ơn, mở ơn mơn, mờn, ok. Woman, woman là người phụ nữ, đàn bà. Bây giờ, nhiều người phụ nữ, nhiều người đàn bà, số nhiều của woman, thì bây giờ nó lại đổi hoàn toàn. Bạn thấy không? Chỉ đổi một chữ ở trên đây thôi, là chữ A thành chữ chữ E, chữ A thành chữ I. Để thành số nhiều thôi, mà bây giờ phát âm hoàn toàn biến đổi. Nó không đọc là woman, mà đọc là women. We men, chữ y và chữ y đây. We men, women. Trên này là woman, woman. Dưới này là we men, women. Y ngắn các bạn nha. Woman, women. Rồi. Bây giờ bạn thấy không? Chữ này là th, nó nằm ở đây. Chữ này tiếng Việt là không có. Lưỡi đưa ra, răng chặn lại. The, the, the. Ơ, u, ô. Ok, phần ô ở đây. Though, 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 though. Ok, though là mặc dù. Ok. Chữ thứ hai viết y chang như thế này, không có khác cái gì hết. Ok. Nhưng bây giờ không đọc là O nữa, mà đọc là U. Thấy không? U. Bây giờ là, đây là cái phần mình thấy rồi, cái lưỡi của mình đưa ra, rồi cái miệng tròn xoe đây, thở ra một cách thoải mái. Through, through, ra, U. Through, 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 though, though, through. Tiếp theo bạn thấy viết cũng như thế thôi, nhưng bây giờ không đọc là o, không đọc là u nữa, đọc là o. Thought, 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 thought. Nếu mình đang đọc cho các bạn là âm của Mỹ, là chữ O, thought. Nhưng nếu bạn muốn đọc âm của Anh thì chữ O hai chấm này, như mình nói trong bài lần trước, bạn miệng bạn sẽ chúm lại và bạn đọc O, 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 thought, thought, thought. Người Mỹ đọc thought, thought, Rồi một chữ khác viết cũng y chang như thế, nhưng bây giờ không đọc là o, u hoặc là o nữa, mà đọc thành chữ á, mặt trăng ở đây. Enough, 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 y ngắn, enough, enough. Though, through, thought, enough. Một chữ khác nữa viết cũng như thế, không đọc là á nữa, không đọc là ô, không đọc là u, không gọi là o, mà là ow. Out, drought, the, r, out, drought, drought, tức là sự hạn hán đó. Ok, drought. Bạn cứ tưởng tượng nếu không có những cái ký hiệu phiên âm này thì bạn đọc làm sao được những chữ này cho đúng, phải không ạ? Nó viết giống nhau mà nó đọc khác nhau. Thế mới căng, phải không ạ? Đấy, cho nên bản phiên âm rất quan trọng. Mình đọc lại một lần nữa nhé. Though, through, thought, enough, drought. Rồi.
Bây giờ tiếp theo dễ thôi, chữ này thì ai cũng biết rồi. A u ao và thêm chữ ơ nữa vô, hour. Nhấn vào đầu tiên, hour, 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 ha? Hour. Người Mỹ thường có khuynh hướng đọc thêm chữ r vào nữa, hour. Bạn thấy nó có một chữ r nhẹ nhẹ ở trong cổ, không quá rõ nhưng đủ để ta nhận thấy hour là người Mỹ, ha? Người Anh đọc là hour, ha? Hour. Chữ thứ hai cũng thế, hour, phở l ở trước, flour, flour, ha? Là bột á, chẳng như bột làm bánh chẳng hạn, ha? Flour. Giống âm của bông hoa phải không ạ? Flower cũng là hoa nhưng mà viết khác các bạn nha. Về flower này là bột. À. Ok, our flower. Bây giờ cũng cách viết như thế nhưng nó không đọc là our nữa mà nó đã biến thành chữ o dài rồi các bạn ha. Paw. 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 À. Rồi. Chữ tiếp theo, ai cũng biết chữ này rồi, mình học lần trước. Chữ A dài và mình thấy chữ R phải không? Người Mỹ đọc thêm chữ R vào. Ok. Art. Art. Thêm chữ H đằng trước. Heart. Heart. À, mình lặp lại một lần nữa là chữ A dài của người Mỹ đó. Mà có chữ R, đặc biệt là chữ R đằng sau đó. Thì bạn để cái miệng là chữ O nhưng cổ của bạn phát ra chữ A, âm A thì khi đó bạn sẽ có được chữ A hai chấm của người Mỹ ha. Bây giờ âm để miệng giống như chuẩn bị nói chữ O phát ra từ cổ âm A. Ok. A. A. Art. Art. Heart, 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 à, trái tim. Rồi. Bây giờ mình thấy nó cũng có cái chữ viết giống như vậy nhưng nó sẽ không đọc là R nữa mà nó đọc là phần ear, ha? Here, 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 ok, là nghe, nghe thấy. Cũng như thế, tear, tear là nước mắt, ha, tear. À, đây viết y chang từ đầu đến chân như nhau, nhưng mà bây giờ nó không đọc là tear nữa, mà đọc là tear, tear. Vậy thì mình thấy cùng chữ viết mà đọc khác nhau. Làm sao để biết chuyện đó? Dựa vào phiên âm mới biết được ha. Tear nước mắt, tear là xé, ha. Xé ra, xé toạc ra. Bây giờ cũng như thế, lại một là một chữ khác, không đọc là r, ear hoặc là air nữa mà bây giờ là r, ơ dài, r, ha. Earth, earth, earth. À, bạn nhớ ha? Earth. Chữ này để gió thở ra. Earth, earth. Vậy thì đây là trái đất. Ok. Đọc chung lại với nhau một lần nữa các bạn nhé. Heart, heart. Here, here. Tear. Tear, 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 earth, earth, earth. À. Rồi, các bạn thấy đây chính là những ký hiệu mình đã đưa cho các bạn ngay từ bài đầu 2A để các bạn nhìn vào đó mà đọc thành âm và thành câu ha. Đến lúc này thì có lẽ các bạn đã có thể đọc dễ dàng những cái ký hiệu này phải không ạ?
Rồi, bây giờ các bạn thử xem nhé. Đây, sh, chính là chữ sh. Đây, sờ nạng. Ha. UR UR thường nó thành cái chữ UR. À, UR. Ok, cho nên chữ này đọc là surely. Ha. Surely. Bạn thấy nghe quen quen chưa? Surely. Một cách chắc chắn. À, surely. Bây giờ thành chữ giờ và chữ u là you. You là bạn. À, you. O và chữ L, all, all. Tiếp theo, of, ok. Tiếp theo, ơ dài, R này là người Mỹ đọc vô, earned, learned, learned. Vậy thì, surely, you are of, learned. Of này chính là cái thể nói tắt của have. À, chúng ta sẽ học thêm về điều đó sau này các bạn. Đó, tiếp theo, about. À, about. Một chữ about là về. À. Đây là chữ o, đây là chữ ơ, o dài, ok. Nối lại với nhau. O, m, o, mo, ơ, nơ, 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 mo, nơ, thêm chữ F ở giữa nữa, mo, nơ, thongs, mo, nơ, thongs, hả? Dễ rồi. And, a, e, hả? And, bây giờ y ở đây, diff, diff, đây, diff, và thongs, 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 more nerve thongs, and diff thongs. Bạn thấy không? Vậy mình đọc cả cái câu này là surely you all have learned about more nerve thongs and diph thongs. Dễ phải không ạ? Bạn có thể thấy mình nối, có thể nối các cái chữ lại với nhau. À, khi bắt đầu vào một nguyên âm thì mình có thể nối phụ âm sau vào. All of, l nối qua of, love. À, surely you all have learned about, learned about. Surely you all have learned about monophthongs and diphthongs. Dễ phải không ạ? Rồi, đây, câu của nó đây. Surely you all have learned about monophthongs and diphthongs. Lần trước chúng ta đã nói với nhau về diphthongs rồi, phải không các bạn? Ok, diphthongs tức là những cái âm, nguyên âm mà đôi. Đó, mình thấy đây. À. Còn monophthongs là gì? Mono, mà thấy mono, mình vẫn đang nghe mono đó. À. Là chỉ có đơn điệu một thôi. Mono là một thôi. Vậy thì những cái nguyên âm mà chỉ có một mình thôi thì gọi là monophthongs. Đọc chính xác theo âm của Anh là monophthongs. À, monophthongs and diphthongs. Dịch câu này ra là chắc chắn rằng tất cả các bạn đã học biết về monophthongs và diphthongs, những cái nguyên âm đơn và những nguyên âm đôi. Thấy không? Rất đơn giản phải không ạ? Rồi. Rồi thưa các bạn, chúng ta sẽ dừng bài học hôm nay tại đây. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ đi qua phương pháp tai mũi họng. Mình chế ra cái từ này cho nó dễ nhớ thôi. À, thật ra thì chúng ta sẽ đụng đến một cái kiến thức có thể nói rằng rất cốt lõi của ngôn ngữ, mà đặc biệt là hữu ích cho tiếng Anh. Về lâu về dài, chính nhờ cái phương pháp, cái kiến thức này đó mà bản thân mình cảm thấy
sử dụng tiếng Anh cách riêng là trong giao tiếp, trong phát âm rất là thoải mái, rất là tự tin. Mình rất hy vọng rằng tất cả các bạn đều nắm được bài số 3 lần tới. Mình rất là hào hứng để chia sẻ với các bạn bài số 3 này. Bây giờ thì xin được chào các bạn và hẹn các bạn lần tới. Chúc các bạn bình an, sức khỏe và muôn sự may lành. Trước khi chia tay thì mình xin được để lại trên màn hình một câu mình muốn nói với các bạn bằng các ký hiệu phiên âm mà chúng ta đã học với nhau các bạn nhé. Bây giờ xin được gửi đến các bạn xem coi các bạn thấy có dễ không. Đây là câu mình muốn gửi đến các bạn. Rồi, xin các bạn cứ thong thả xem nó là cái gì. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau lần tới các bạn nha.